Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Hôm trước mình có đọc một cái comment ở trên cái video mà hôm trước mình đăng ở trên YouTube về giao chuột các bạn. Thì có một bạn đó là bảo mình là quay những con chuột mà hiện tại mình đang nuôi để cho các bạn cùng xem. Thì cũng khá là lâu rồi mình không có quay mấy con chuột mình đang nuôi cho các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ quay lại nha. Thì chuột thì nói chung là hiện tại mình nuôi những con chuột mà mình nuôi chơi các bạn thì cũng ít lắm, chứ là chuột sinh sản rồi mình ghép cũng ít lắm, mình ghép có 1-2 cặp thôi à. Tại vì cái kho của mình nó sao mình để chứa đồ lòng rồi đó, hàng nó mới về rồi đó, mình chất vô đậy hết trơn rồi, cho nên là mấy con chuột này thì nó không có còn diện tích để mình nuôi nữa đó, cho nên là mình cũng hạn chế lại ha. Rồi về chuột nuôi thì hiện tại còn ít lắm các bạn. Với lại mình đang sử dụng hai cái sản phẩm này để mà thử nghiệm cho các bạn xem. Thì hôm trước trong cái đợt hàng mình về á, mình có giới thiệu mình có nói qua hai cái sản phẩm này và mình có nói là để mình sử dụng thử đi, mình thấy ok thì mình sẽ làm riêng một cái video để mà giới thiệu cũng như là hướng dẫn các bạn sử dụng luôn. Thì cái sản phẩm này hôm trước mình nói là khử mùi á, nhưng mà mình nói nhầm nha các bạn. Cái này là dạng như là tắm khô cho mấy con chuột hamster cũng như là những cái con thú cưng nhỏ như là thỏ, bọ và sóc đồ chẳng hạn, thì đều sử dụng chung được hết. Cái này thì nó có mùi hoa hồng với lại mùi như là mùi chanh hay là mùi cam gì đó, nó có hai mùi. Thì mình sử dụng mình thấy cũng rất là ok, và để một hay hơn nữa mình làm riêng một cái video để giới thiệu sản phẩm này cho các bạn ha. Rồi còn đây là cái loại dung dịch để tẩy rửa những cái vết dơ đồ dưới chuồng các bạn, những vết dơ mà nó bám chặt ở dưới chuồng á thì sử dụng loại này đó, mình thấy nó rất là hiệu quả và không có gây ảnh hưởng đến da tay gì hết hai sản phẩm này. Cho nên là để một hai hôm nữa mình sẽ làm riêng một cái video để mà giới thiệu hai sản phẩm này cho các bạn ha. Rồi về chuột á thì đây mình còn mấy con chuột này mình để mình nuôi chơi nè đó, còn có 4 chuồng thôi, 4-5 chuồng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quay con này trước cho các bạn xem đi. Đây là con chuột trắng sọc đen cái các bạn. Con này thì nó đẻ được hai lần rồi và nó chăm con cũng rất là ok, và hiện tại thì không có chuột đực các bạn, cho nên là mình nuôi nó riêng một mình được luôn. Và con này mình đang nuôi chơi luôn nè đó. Con này thì nó cũng hung dữ lắm nhưng mà nó không đến nỗi hung dữ quá, cho nên là mình vẫn bắt từ từ được nha đó, bắt từ từ thôi đó, tạo cho nó cảm giác an toàn là mình sẽ bắt được đó, rất là đơn giản đúng không đó. Thì cái con này lúc mà nó mới đẻ xong thì nó ốp các bạn, nhưng mà mình nuôi nó một thời gian thì nó ăn riết rồi nó mập như con heo rồi các bạn đó, mập mà tới lông của nó bị màu nó nhạt bớt nha các bạn, bị sọc lưng của nó nhạt bớt luôn, còn mắt của nó thì vẫn màu đen bình thường. Rất là dễ thương. Con này thì có một cái này nó hơi hung dữ thôi, bắt của nó hơi khó nhưng mà mình bắt từ từ, bắt quen tay thì cũng ok, bắt bình thường. Rồi bên này là một con trà sữa cái, con này thì đẻ được một lần rồi mà con này hung dữ lắm các bạn, con này để tay vô là nó nhảy là nó cắn luôn á đó. Cho nên là nó hung dữ quá cho nên là mình cũng không có bán, với lại mình cũng không có ghép với mấy con đực khác, sợ nó cắn mấy con đực khác các bạn đó. Còn bán thì sợ các bạn mua về á rồi nuôi không được rồi nó cũng mất uy tín của mình đó, thấy không, nó rất là hung dữ luôn á, cho nên mình nuôi riêng một chuồng này nuôi chơi luôn. Rồi qua bên này là một cặp Winter White trà sữa và một con sóc siêu mập. Con trà sữa này là trà sữa đực, và bé này á, thì hôm trước nó bị con sóc kia cắn các bạn, hai con quấn lộn biết sao nó cắn trúng ngay cái mí mắt đó, và mình đã có làm một cái video về hướng dẫn vệ sinh vết thương đồ, làm mũ đồ cho các bạn xem rồi đó. Thì con hiện tại mắt con này nó đã lành rồi nhưng mà nó bị mất cái phần da ở ngay cái mí á, thì nó không có mắt, nó không có hoàn thiện như là lúc ban đầu được đó, nhưng mà mũ đồ ở trong mắt, ở trong cái phần vết thương á, thì nó đã lành hết rồi đó. Còn lại thì cái phần mí mắt nó đã bị mất rồi cho nên là nó không có lành lại được nha các bạn đó. Rồi hiện tại mình để chung thì mình thấy nó vẫn ok đó. Còn con này là con sóc cái. Con này đặc biệt đó các bạn là nó không có ăn nhiều, nhưng mà nó uống nước thôi mà nó mập như thế này nè đó, có thể là do cái cơ địa của con này nó mập đó. Ví dụ như cái bình nước 80 ml này thì một mình nó uống là khoảng 3 ngày là hết một cái bình 80 ml này. Còn hai con mình để chung một bình này á thì mình canh khoảng 2 ngày mình sẽ thay nước một lần nha. Đấy. Con này thì hai con này nó khá là mập cho nên là mình để trong một cái chuồng lồng đại luôn đó. Và cái mẫu lồng đại này thì hiện tại bên mình hàng vẫn còn nha các bạn. Hôm trước hàng về thì các bạn nhắn tin ủng hộ mình rất là nhiều. Hiện tại vẫn còn cái mẫu lồng không phụ kiện này á, là giá hiện tại mình để là một cái giá rất là rẻ cho các bạn là 200.000 thôi. Nhưng mà tặng cái mẫu này á, thì nó tặng kèm theo cho các bạn một cái chén ăn lớn và một cái bình nước chân không, là cái mẫu không phụ kiện nha. Đó, tặng kèm theo cho các bạn hai cái món đó, và giá là hết luôn là 200.000. Tiền lòng hoặc ship thì mình sẽ tính sau, tính riêng nha các bạn. Rồi, đối với cái mẫu lòng đại mà full phụ kiện á, thì giá của nó là 305.000. 305.000 thì nó có tầng, rồi dòng chại, bình nước, hai chén ăn luôn, chén ăn nhỏ, chén ăn lớn luôn đó, nói chung là đầy đủ phụ kiện hết đó. Thì cái mẫu lòng đại full phụ kiện là 305, giá rất là rẻ. Hiện tại thị trường nó bán một cái lòng nó khoảng 330, 350, nhưng mà kỳ này thì hai cái mẫu này mình lấy giá rẻ cho nên mình bán rẻ cho các bạn nha. Đấy. Rồi, mẫu lòng đại thì thoải mái hơn, cửa đồ khóa đồ chắc chắn hơn. Các bạn nuôi bia hoặc là nuôi muốn con chuột, mấy con chuột này đi lại thoải mái thì các bạn nuôi lòng đại. Và bên này là một cặp Winter White trà sữa. Nói chung là mình nuôi Winter White là nhiều nha các bạn. Còn bia với lại Campbell đồ thì hiện tại mình không có nuôi nhiều. Đây, Winter White, cặp này thì mình đang ghép nha các bạn. Con cái này thì nó đẻ được 2 lần rồi, và hiện tại mình cho nó ghép thêm 1 lần nữa. Mình thấy nó cũng giao phối 1-2 lần các bạn, nhưng mà chưa thấy con cái có bầu. Thì có nhiều bạn hỏi mình đó là tại sao thấy mấy con chuột này giao phối rồi nhưng mà con cái nó chưa có bầu. Thì cũng tùy theo nó giao phối thành công hay không nha các bạn, chứ không phải là các bạn thấy nó giao phối 1 lần là nó sẽ có bầu đâu. Nhiều khi nó phải giao phối 2 đến 3 lần, thậm chí là 4 lần thì con cái nó bắt đầu mang thai được nha. Các bạn chứ đừng các bạn thấy nó giao phối lần đầu tiên các bạn bảo con cái nó có bầu là không đúng nha. Đó, các bạn phải tìm hiểu thật là kỹ trước khi các bạn bắt nuôi bất kỳ con pet nào. Đấy, hai con này thì nó hòa hợp lắm, nó không có cắn nhau. Hai con này cũng hiền đúng các bạn, đực cũng hiền, cái cũng hiền luôn. Đấy, Winter White thì nói chung là đa số là hiền, nhưng vẫn có những con nó hung dữ, thì tùy theo tính mỗi con thôi nha. Rồi, và bên này là chuồng chuột mà mình bán nha các bạn. Đó, không hẳn là bán hết nha các bạn. Ở đây thì mình có một con bia Barbie. Con bia này thì của chị khách quen, chị khách tặng cho mình. Đó, bia này thì cái đầu nó màu da người, còn cái mình nó màu trắng, có đốm đốm nhẹ nhẹ. Thì con bia này đặc biệt đó các bạn, là con chuột mẹ nó đẻ ra nó không có nuôi, cho nên là chị khách chị đó biết, cho nên là chị đó lấy ra đút sữa, nuôi từ bé luôn. Đó, nuôi từ cái lúc mà nó chưa mở mắt luôn nha các bạn, cho đến lớn luôn. Hiện tại thì nó size cũng là size Barbie nha, nó chưa lớn hết đâu. Bia thì nó lớn dữ lắm các bạn cũng đã biết rồi. Đó, con này đặc biệt như thế. Nuôi đút sữa cho nó, chăm nó từng ngày cho nó mọc lông ra lông, rồi nó biết ăn như thế này luôn. Thì khi chị khách cho mình con bia này thì chị khách có đưa sữa cho mình đút luôn. Nhưng mà mình thấy nó biết ăn rồi cho nên là mình không đút sữa nữa. Rồi, và cái bầy chuột này thì hiện tại mình đang bán với các bạn. Các bạn nào cần mua thì inbox cho mình nha. Có màu sóc với lại trắng sọc đen. Và có một con trắng sọc xám các bạn. Đó. Rồi thì tất cả đều là mắt đen hết luôn nha các bạn. Các bạn nào mà ở Trà Vinh, khu vực Trà Vinh ở các huyện cũng như là bên Bến Tre đó muốn mua thì inbox cho mình. Bạn ở xa xa mà mình đi gửi không được thì mình sẽ gửi xe cho các bạn nha. Rồi, gửi xe thì các bạn chịu khó ra xe nhận giúp mình nha, còn không ra xe nhận thì mình gửi không được. Rồi, đây mấy con sóc rất là dễ thương nha các bạn. Chuột này thì nói chung là mình thu của những chị khách quen lại và bán cho các bạn thôi. Nguồn gốc rõ ràng, sức khỏe, đồ ok hết thì mình mới bán nha các bạn. Bên này là cái thùng chuột của anh khách. Anh này thì ở tận Cà Mau luôn các bạn. Dịch bệnh cho nên là ảnh đi về quê á, không có đem theo được con chuột này, cho nên là gửi ở đây mình nuôi giùm. Và chừng nào ảnh lên thì ảnh sẽ qua bắt. Con chuột này là trà sữa, cái mắt màu đỏ. Bé này thì nói chung là hiền thôi à. Nhưng mà con cái này nó ốm các bạn. Có thể mình thấy mình nuôi nó khoảng 1 tuần rồi đó, mình cho nó ăn đồ đầy đủ hết nhưng mà mình thấy nó vẫn ốm. Có thể là cơ địa của nó ốm sẵn rồi các bạn, cho nên là nuôi như thế nào nó cũng ốm vậy thôi à. Đó. Đây, con này thì cũng hiền lắm. Anh khách đi về Cà Mau các bạn, không có đem theo được, đem theo sợ nó rườm rà quá, với lại đường xa sợ nó nóng nó chết, cho nên là để bên này mình nuôi giùm. Đó. Ok, con này hiền lắm. Nó không có quậy nha, nó không có quậy nhiều như mấy con khác. Rồi thì đây là tất cả những cái chuồng chuột mà mình nuôi. Thì nói chung mình cũng nuôi ít rồi các bạn, tại vì hàng hóa đồ về mình để đồ chủ yếu, để đồ là nhiều. Đây mấy con chuột bán đây. Đó, con bia này nó còn nhỏ các bạn cho nên là nó chưa biết gì đâu, nó giỡn chung với mấy con này được. Nhiều khi nó bị mấy con chuột nhỏ nó ăn hiếp lại luôn các bạn. Còn lớn hơn tí nữa mình sẽ tách nó ra nha, chứ không dám để chung gì đâu. Rồi còn hai cái sản phẩm này thì để mình sử dụng 1-2 hôm mới đi. Mình thấy ok hoàn toàn thì mình sẽ làm một cái video giới thiệu cho các bạn nha. Hiện tại thì mình quay sơ qua cho các bạn xem thì thôi. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Và nếu như các bạn thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video về hamster cho các bạn xem nha. Và các bạn nào cần mua hàng gì về thức ăn hay là vật dụng lồng gì cho hamster á, thì có thể vào đường link ở dưới phần mô tả Facebook và Shopee và trang web datthucung của mình nha các bạn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.